Lệnh cấm Apple Watch được ITC ban hành trên cơ sở vụ kiện do Masimo, công ty chuyên về công nghệ theo dõi y tế, đưa ra với cáo buộc Apple ăn cắp công nghệ của họ. Lệnh của ITC có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12, cấm nhập khẩu và bán Apple Watch sử dụng công nghệ đo lượng oxy trong máu SpO2 tại Mỹ vì công nghệ này vi phạm quyền sáng chế của Masimo. Apple đã ngừng bán Apple Watch Series 9 và Watch Ultra 2 tại Mỹ vào tuần trước. Lệnh cấm của ITC không ảnh hưởng đến mẫu Apple Watch SE giá bình dân cũng như các thiết bị bán trước đó. Các nhà bán lẻ có quyền bán hàng tồn kho hiện có của các mẫu smartwatch Apple được chỉ định nhưng không thể nhập hàng mới. Masimo đã cáo buộc Apple thuê nhân viên của mình đánh cắp công nghệ đo nồng độ oxy trong máu và tích hợp nó vào Apple Watch.